chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với Sunshine Bangkok và mình là Minh. Hiện tại mình đang sống và làm việc ở Bangkok, Thái Lan. Hiện tại là mình đang ở khu Dragon Town. Hello. Dragon Town nha mọi người. Mình có thể nhìn thấy là Hello. Mọi người. Đấy thì bọn mình đang chuẩn bị đi chụp hình. Và mọi người có thể nhìn thấy là người ta chụp hình quá trời ở đây nè. Ở đây là một cái khu mà gọi là chụp hình tốt nghiệp rồi này kia các kiểu. Có một điều đặc biệt là mình ở Bangkok hơn 2 năm nhưng mà mình chưa bao giờ đến cái khu Dragon Town này và mình cũng chưa từng biết nó tồn tại luôn mọi người ạ. Đến ngày hôm nay thì mình mới biết là thực ra cái khu Dragon Town này nó ở rất là gần trường đại học Chulalongkorn. Và ngày hôm nay thì tụi mình sẽ chụp hình ở khu Dragon Town này, uống cà phê, sau đó thì tụi mình sẽ đi chơi ở khu Chulalongkorn và ăn uống ở đây. Nên là mọi người hãy cùng xem hết video ngày hôm nay nha. Mình không biết mọi người thấy như thế nào nhưng mình thì thấy cái khu này khá là giống đường Cách Mạng Tháng 8 ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đó mọi người. Vì vậy nên là tụi mình cũng đã ngẫu hứng quay một cái video TikTok không hề giả trân mọi người ạ. Dòng người vội vàng bước qua. Sau khi đi lượn lờ một vòng khoảng 30 phút thì tụi mình quyết định ghé vào ăn mũ cà thá ở một quán mũ cà thá ở lề đường thôi. Và quán này với giá là 219 baht cho một người và không có giới hạn thời gian, bao gồm cả nước và tất cả những cái đồ ăn thức uống ở bên trong luôn. Có một cái mọi người nên chú ý là khi ăn buffet Thái thì mọi người đừng có lấy quá nhiều đồ ăn, tại vì một lát nữa mà mình ăn còn dư là sẽ bị phạt đó nha. Nên là lấy mỗi cái một chút xíu thôi, rồi nếu mà hết thì mình đi lấy nữa. Bình thường thì mọi người thấy có rất là nhiều quán người ta dùng cái vỉ nướng đặc biệt để ăn mũ cá thá, là nó có cả cái vỉ và có cái rãnh nước luôn. Tuy nhiên là quán này người ta xài riêng một cái vỉ nướng riêng và một cái nồi lẩu riêng. Và nếu như mà bạn muốn ăn lẩu thì bạn phải order thêm cái nước lẩu với giá là 50 baht. Sau khi ăn uống no nê thì tụi mình đi dạo một vòng qua cái khu gọi là Sủn Ruộn. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình đi vào đây. Khu này thì rất là dễ thương, rất là nhiều những cái quán cà phê bé bé xinh xinh luôn. Sau đó thì chưa hết mọi người ạ, tụi mình quyết định là sẽ đi ăn chè. Và đây là cái bữa ăn cuối cùng của ngày hôm nay, mình hy vọng là vậy. Đây là món bánh lọt của mọi người. Và ở đây thì người ta ăn cùng với những cái topping khác nhau mà mình có thể lựa chọn. Họ có một cái gói ví dụ như 50 baht thì bạn sẽ ăn được 3 loại topping nè. Hoặc nếu bạn trả 70 baht thì bạn ăn được 5 loại topping, kiểu như vậy. Hello mọi người, và ngày hôm nay thì mình có hẹn cùng với chị Ploy và Phai. Tụi mình sẽ đi ăn ở khu Korean Town, là cái khu dành cho người Hàn Quốc. Hello mọi người, hiện tại thì mình đang ở tàu điện. Và để đến được Korean Town thì các bạn sẽ đi đến Asok. What the hell? Và thẻ BTS của mình đã hết tiền rồi, bây giờ mình phải vào nạp thôi. Và ở đây thì khi mà bạn muốn nạp tiền BTS thì bạn sẽ đi vào trong cái quầy thẻ này và bạn có thể mua vé ở đây. Đấy, thì với cái thẻ BTS này á, thì bạn không cần phải xếp hàng để mua vé mỗi ngày nữa, chỉ cần quẹt cái thẻ này là xong.
Hiện tại thì mình đang ở trạm Asop rồi, và để mình chỉ cho mọi người cách để chúng ta có thể đi đến được Korean Town nha. Đầu tiên thì ở ngay tất cả các trạm BTS thì các bạn sẽ thấy một cái BTS Touch Point. Cái này là giống như cái bản đồ vậy đó. Thì hiện tại là mình đang ở trong BTS ở đây đúng không? Và mọi người có thể nhìn thấy là Korean Town là chỗ này, và họ chỉ là Exit 2. Vậy thì có nghĩa là mình sẽ đi ra cái cổng Exit 2 để mình đi tới được Korean Town. Còn ở bên này nếu mọi người muốn đi đến Terminal 21 chẳng hạn, thì mình sẽ đi qua Exit 1 là đến ngay Terminal 21. Và cứ như vậy thì mình cứ coi là mình muốn đi đâu thì mình cứ đi theo cái bản đồ ở trên này thôi. Và ở ngay Exit của BTS thì có một cái Chatramu. Và bây giờ thì mình sẽ đi mua một viên cà chanh trong khi chờ bạn mình. Sao đi hả? Ao sao mất nào hả? Quảnh nói mất đó hả? Lão có ao buộc vui hả? 50 bạc mình đã mua một viên cà chanh với loại thì buộc. Buộc nó là giống như một cái loại sơn châu nhưng mà là bằng thảo mộc á, nên là nó sẽ rất là ít năng lượng. Nói chung là một cái loại ăn kiêng. Và tổng cộng là 50 bạc. Long time to see you guys on the vlog. So now we have to go to the Skywalk. Và đây chính là Korean Town. Mình cứ tưởng là mình đi Hàn Quốc không đó mọi người. วันนี้เราจะไปกินอาหารเกาหลีนะคะทุกคนแถวนี้ก็คือ Korean Town นะคะแล้วก็มันก็คือร้านอาหารที่เพื่อนแนะนำtụi mình ăn nhiều quá nên là phải ăn buffet mọi người ạ. Tụi mình sẽ đi lên lầu nhé. Trong quán này the side dishes. Và tụi mình cũng có những cái món nướng nên là cũng có bếp nè. Lò bên dưới này nè. Để kim cặp sai đâu rồi. Tomato tổng thiệt hại của hôm nay là 150 lượng lọt để scan để trả tiền. Tụi mình đang ghé ăn kem nhé. 99 bạc. Action เนี่ยขึ้นอีกนิดหนึ่งครับโอเคโอ้หมุนใช่ครับหมุนโอเคไม่สวยตรงนี้ไม่สวยจริงอยู่ได้หกครั้งโอเคขอบคุณใช่ไหมคะทำซันดาเท่าไหร่คะ99ครับทำซันดาYang mai chim lai ha. Kiểu. Aroi mai ha. Aroi na. Aroi. Thì tụi mình đang đi vào nhà sách rồi. Và có nhiều bạn cũng hỏi mình là nhà sách ở Thái như thế nào đúng không? Thì đây. Sau khi ăn trưa xong thì bọn mình đã đi nhà sách. Tuy nhiên đó là Sukana là nhà sách này họ sẽ không cho mình quay phim, nên là mình chỉ quay được một chút xíu cho mọi người xem thôi. Nhà sách mà tụi mình đi là ở gần xe giảm. Và đây là cái nhà sách chỉ toàn là sách tiếng Anh thôi. Và giá nó rất là đắt luôn. Một cuốn sách thì vài trăm ngàn đó mọi người. Khá là đắt nha. Là thiên đường bài Tarot. Wow. Đẹp quá. Họ còn có cả một khu vực của YG nữa mọi người. Đây. Bên này là mấy cái goodies của nhà YG. Sau khi đi nhà sách xong thì tụi mình ghé ăn món tráng miệng.
Và ở đây thì rất là nổi tiếng với món bingsu Thái Lan. Đây là menu của quán nha. Thì có một cái món này đó là bingsu Thái, rất là nổi tiếng. Ngoài ra thì có những cái trà rất là ngon. Nhìn một mới đem được. Tất cả các thông tin, địa chỉ quán rồi này nọ thì mình để ở bên dưới phần mô tả nên mọi người nhớ click vào xem nha. Một cái phần bingsu như thế này thì có giá tầm khoảng 150 đến 200 bạc nha. Và mình có thể ăn từ 3 đến 4 người cũng được luôn, rất là to. Ai hả? Mà cho bên tên Bên tên đi. Thì nó giống như là đi rượu gì đó. Thực ra nó là trà chanh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video ngày hôm nay. Và đừng quên là like, share, subscribe. Và nhất là nhấn cái chuông thông báo, bởi vì dạo gần đây thì mình ra rất là nhiều cái video ngắn về cuộc sống ở Thái Lan. Nên là đừng bỏ lỡ bất kỳ video nào hết nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.